Món Ngon Mỗi Ngày. Như quý vị đã biết, tuần này chương trình Món Ngon Mỗi Ngày mừng sinh nhật 1 tuổi. Và chúng tôi, những người thực hiện chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến quý vị khán giả vì đã luôn quan tâm và yêu mến chương trình. Và như quý vị khán giả đã biết, những đầu bếp tham gia chương trình thì có rất nhiều tình cảm với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Và cô Diệu Thảo tham gia chương trình từ những ngày không phải là đầu tiên. Vậy thì cảm nghĩ của cô như thế nào? Mặc dù là cô không tham gia chương trình Món Ngon Mỗi Ngày trong những ngày đầu tiên, tuy nhiên là trong suốt thời gian mà cô tham gia vừa qua thì cô nhận được rất là nhiều lời động viên cũng như là những lời hỏi thăm về chương trình. Rất là vui đúng không cô? Vậy thì sinh nhật Món Ngon Mỗi Ngày thì cô Dự Thảo phải có một món quà nào đó chứ? Chắc chắn là có chứ. Hôm nay cô sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả và Ngọc Hương một món cơm. Sinh nhật mà làm món cơm hả cô? Bình thường quá vậy? Không phải là món cơm bình thường chúng ta vẫn thường ăn hàng ngày đâu, mà đó là món cơm thập cẩm kiểu Nhật. Nguyên liệu và gia vị cho món cơm thập cẩm kiểu Nhật này gồm có 400 g gạo thơm Nhật, 150 g thịt đặc dăm, củ cà rốt, củ sen, nấm đông cô, hành lá, khoảng 10 g tôm khô, các loại gia vị thông thường, hạt nêm Aji ngon và nước tương Lisa. Cô Thảo ơi, em thấy nguyên liệu với gia vị thì đơn giản thiệt, nhưng mà có cái phần gạo á, cô nói là gạo thơm Nhật hả cô? Chúng ta có thể sử dụng gạo thơm Nhật, có thể mua ở các shop bán thực phẩm của Nhật. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể thay thế bằng các loại gạo thơm của Việt Nam, ví dụ như là gạo Nàng Thơm Chợ Đào hoặc là gạo Tám Thơm. Dạ. Và khi sử dụng những loại gạo Việt Nam thì chúng ta pha thêm một ít nếp nữa. Dạ. Tiếp tục chúng ta sẽ cho vào khoảng 800ml nước. Chúng ta cho tôm khô vào nha. Dạ. Với thịt nạc dăm. Ngọc Hương nghĩ là chúng ta sẽ cho thêm một ít aji ngon hoặc là một ít muối để chính luộc xác, thịt đúng chính không? Xác. Khi chúng ta luộc thịt, chúng ta sẽ cho thêm một ít hạt nêm aji ngon vào để làm cho thịt có vị đậm đà. Hành lá này, chúng ta sẽ lấy phần cọng hành đập dập ra. Dạ. Chúng ta sẽ cho luôn vào phần nước luộc thịt này. Dạ. Ngọc Hương biết là chúng ta cho hành lá vào để tăng thêm cái hương thơm cho phần thịt luộc của mình. Dạ. Còn cái phần hành lá này thì chúng ta sẽ sắc nhỏ ra. Cà rốt thì mình sẽ sắc sợi. Dạ. Và cô Thảo ơi, khi mà mình gọt củ sen á, mình có cần lấy chiếc đũa mình khuấy khuấy để lấy hết những cái mủ bên trong không hả cô? Khi mà chúng ta đã gọt sạch vỏ rồi, ngâm vào trong nước có pha với một chút giấm lisa. Dạ. Thì chúng ta sẽ bắt đầu cắt khoanh tròn. Dạ. Mỏng như thế này. Và khi đó thì chúng ta mới lại cho những cái khoanh tròn này vào trong nước chúng ta khuấy để cho lấy những cái phần dựa, những cái phần sợi tơ ra. Dạ. Cậu Hương nhớ cách sơ chế nấm đông cô hay không? Dạ nhớ. Nấm đông cô thì chúng ta sẽ ngâm vô trong nước vo gạo, sau đó cắt gốc và làm sạch đúng không? Đúng rồi, và trước khi chúng ta cắt nhuyễn thì chúng ta sẽ chần qua với lại nước đun sôi. Dạ. Rồi bây giờ thịt chín rồi đó. Em vớt bọt ra nha. Đúng rồi, trong quá trình mình luộc mình cũng sẽ vớt bọt vì cái nước này sau khi luộc xong mình sẽ sử dụng để nấu cơm luôn. Rồi thịt vớt ra, chúng ta sẽ ngâm ngay vào trong nước nguội để giữ cho thịt trắng. Dạ. Bây giờ Ngọc Hương cho phần nước dùng vào đây cho cô khoảng 550ml nước. Dạ. Gạo khi chúng ta nấu thì chúng ta không sử dụng gạo này, mà chúng ta sẽ qua một giai đoạn là chúng ta xào phần gạo này với các nguyên liệu mà mình vừa chuẩn bị. Wow, công nhận là nấu món cơm này lạ thiệt đó cô. Mà gạo mình xào trước như vậy có tác dụng gì không hả cô Thảo? Có chứ. Khi mà chúng ta xào gạo lên thì sẽ làm cho hạt gạo săn, và khi chúng ta nấu chín thì hạt gạo chín mềm nhưng mà không bị nát. Dạ. Chúng ta nêm vào đây 5 muỗng canh nước tương Lisa. Chúng ta sẽ cho thêm khoảng nửa muỗng cà phê hạt nêm aji ngon và một muỗng cà phê đường. Dạ, đường. Rồi Ngọc Hương khuấy đều cái này lên. Dạ. Để sau đó cho. Chúng ta sẽ sử dụng luôn cả cái phần tôm khô mà chúng ta nấu trong đây để mà chúng ta nấu cơm luôn. Ngọc Hương cho vào khoảng 2 muỗng canh dầu ăn nha. Dạ. Chảo và dầu nóng rồi chúng ta sẽ cho gạo vào. Dạ. Ngọc Hương nhớ lưu ý là gạo này chúng ta đã vo sạch và để ráo rồi. Cho luôn tất cả các nguyên liệu là gồm có cà rốt nè, nấm đông cô, củ sen và củ sen. Dạ. Mình xào khi nào gạo vàng là được hả cô? Đúng rồi, cho hạt gạo thật là ráo, hơi vàng một chút và dạ, những cái nguyên liệu này nó hơi chín là được. Dạ. Bây giờ được rồi. Mà dường như là những hạt gạo nó cũng tơi ra với nhau đúng không cô? Đúng rồi, nó ráo, tơi ra và dạ, những hạt gạo chuyển sang màu trắng đục là được. Và cả nước dùng này nữa. Đúng rồi. Trộn đều lên. Bây giờ chúng ta sẽ sắc thịt. Dạ. Chúng ta sẽ sắc sợi. Tiếp tục ướp vào trong cái phần thịt sắc sợi này khoảng 1 muỗng cà phê nước tương Lisa.
Đũa này coi vậy hả? Trộn thịt với cơm rồi, lại với nhau. Rồi, chúng ta trộn đều phần thịt này lên. Rồi, bây giờ chúng ta đậy nắp lại. Khoảng 5 phút nữa cho phần thịt và cơm này nóng trở lại là xong. Rồi, chúng ta sẽ rắc vào đây một chút hành lá nha. Chút hành lá. Một chút tiêu nữa là xong. Rồi, Ngọc Hương tự sốt và nếm thử xem. Ngon quá cô dì Thảo ơi. Cơm á thì chín mềm nha, nhưng mà tất cả các gia vị và nguyên liệu á ăn vẫn còn có cảm giác là rất là tươi, không có bị mềm quá. Đặc biệt á là mùi thơm của nước tương Lisa làm cho món ăn có một mùi vị rất là đặc trưng. Mà Ngọc Hương ngay bây giờ sẽ chia sẻ cho quý vị, đó là nhân dịp sinh nhật tròn 1 tuổi của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, công ty Ajinomoto Việt Nam sẽ gửi tặng 1.000 phần quà, đó chính là 1.000 đĩa DVD nấu ăn và sổ tay hướng dẫn nấu ăn cho những vị khán giả liên hệ với chương trình. Và hãy cho chúng tôi biết 3 điều bạn thích nhất ở chương trình Món Ngon Mỗi Ngày và 3 món ăn ưa thích nhất của bạn từ chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Gửi thư về hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 061-882-6188. Còn bây giờ thì như thế nào hả cô Dự Thảo? Chúng ta sẽ chào quý vị khán giả nha. Xin chào và hẹn gặp lại.